toner và nước hoa hồng là một. Đây là lầm tưởng mà hơn 90% khách hàng khi được bác sĩ Thu Anh hỏi đều nhầm lẫn. Nghe có vẻ giống nhau nhưng đây là hai sản phẩm hoàn toàn khác biệt đấy nhé. Nước cân bằng hay thường được gọi là nước hoa hồng, toner là một sản phẩm không thể thiếu trong chu trình skincare, nhưng không phải ai cũng phân biệt sự khác nhau giữa chúng thế nào. Toner còn được gọi về cái tên là nước cân bằng da, được sử dụng ngay sau bước làm sạch nhằm lấy hết tồn dư bụi bẩn, dầu thừa còn sót lại khi sữa rửa mặt không thể làm sạch hết được. Ngoài ra, toner giúp loại bỏ bã nhờn để da có thể dễ dàng hấp thu dưỡng chất ở các bước skincare tiếp theo. Đồng thời, cân bằng lại độ pH cho da, giúp tạo môi trường tối ưu cho hệ vi sinh vật trên da, ngăn ngừa hiệu quả tình trạng mụn. Nước hoa hồng là một loại toner chỉ chứa thành phần là nước hoa hồng. Mặc dù có khả năng hỗ trợ làm sạch da sau bước làm sạch, làm dịu, dưỡng ẩm và chống oxy hóa, nhưng nước hoa hồng không có tác dụng cân bằng độ pH trên da. Như vậy, nếu cần một sản phẩm làm sạch da sau khi rửa mặt, giúp da hấp thu tốt hơn đối với các sản phẩm chăm sóc da ở các bước sau như là kem dưỡng, serum đặc trị, thì toner là lựa chọn tốt nhất. Trong trường hợp bạn chỉ muốn dưỡng ẩm, se khít lỗ chân lông, cải thiện hàng rào bảo vệ da, giảm tình trạng mất nước qua da, kháng khuẩn cho da thì nước hoa hồng là lựa chọn phù hợp. Độ pH là thước đo để phản ánh tính chất kiềm hay axit của một môi trường. Với pH trung tính là 7, pH axit cao là 1 và pH 14 thể hiện tính kiềm cao nhất. Ở làn da người bình thường, pH trung bình của toàn bộ cơ thể có tính hơi axit, dao động trong khoảng từ 4.1 đến 5.8. Độ pH hơi axit của da có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ da khỏi các vi khuẩn trên bề mặt, cũng như ảnh hưởng đến hoạt động của các enzyme tham gia tổng hợp các thành phần của hàng rào bảo vệ da. Làn da rất dễ mất đi cân bằng pH vì các yếu tố bên ngoài tác động như là hóa chất từ mỹ phẩm, môi trường hay các nguyên nhân từ bên trong như thay đổi hormone qua các thời kỳ. Mất cân bằng pH có thể làm mất đi sự tươi trẻ vốn có của làn da, da dễ bị kích ứng, nổi mụn, tấy đỏ hay bị lão hóa sớm. Để tránh những dấu hiệu tiêu cực này, bạn cần: thứ nhất, sử dụng sản phẩm chăm sóc da có pH phù hợp, không làm xáo trộn sự cân bằng của hệ vi sinh vật. Thứ hai, tránh sử dụng các sản phẩm có tính kiềm cao như là xà phòng vì chúng có thể làm tăng độ pH cho da. Thứ ba, sử dụng toner cấp ẩm tức thì ngay sau khi rửa mặt, từ đó làn da sẽ được hỗ trợ phục hồi pH và màng axit tự nhiên nhanh chóng hơn. Thứ tư, sử dụng kem dưỡng ẩm để duy trì hàng rào bảo vệ da. Nước cân bằng Sobozer của thương hiệu Genetic là một giải pháp đột phá dành cho làn da dầu mụn nhằm cân bằng lại độ pH, tạo môi trường thuận lợi cho hệ vi sinh trên da, tăng cường hàng rào bảo vệ da. Sự kết hợp giữa các tinh chất thảo dược có tác dụng như một loại kháng sinh tự nhiên, không chỉ giúp sát khuẩn, kháng khuẩn mà còn làm dịu, tái khoáng hóa, kiểm soát hoạt động tuyến dầu, hỗ trợ tối ưu trong điều trị mụn trứng cá và mụn viêm. Sobozer với tinh chất cây ngưu bàng, tinh chất cỏ xạ hương, một dạng kháng sinh tự nhiên tuyệt vời trong việc kháng khuẩn, tiết giảm hoạt động của tuyến dầu, tái khoáng hóa, ổn định hàng rào hóa học cho da, làm se khít lỗ chân lông, giúp da thư giãn và chống lại quá trình lão hóa. Với tinh chất cây một dược, sát khuẩn, làm sạch da, tinh chất cây cẩm quỳ, làm mềm và dịu da.